4 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nữ điều dưỡng Nguyễn Hoàng Giang đã 15 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Bất cứ khi nào có bệnh nhân cần máu là chị Giang luôn có mặt kịp thời cho đi những giọt máu của mình. Bản thân tôi làm ở khoa hồi sức tích cực, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân nặng, nguy kịch, thường xuyên là truyền máu nhiều, biết được giá trị của giọt máu như nào nên cũng muốn góp một phần công sức của mình để giúp cho bệnh nhân sớm hồi phục. Còn với chị Hoàng Thị Trinh là giáo viên tiểu học, luôn dành tình cảm đặc biệt cho các em nhỏ. Đây cũng là lý do gần 3 năm qua chỉ cần đủ điều kiện, chị Trinh sẽ đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tham gia hiến máu phục vụ điều trị cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh. Lần hiến máu này là lần hiến máu thứ 10 và cũng là lần thứ 2 chị hiến máu năm nay. Bản thân tôi thì cũng hiểu về cái bệnh tan máu bẩm sinh và ý nghĩa của những cái giọt máu đối với các bệnh nhi, nên tôi muốn góp một chút những giọt máu của mình đến tới các em. Những tình nguyện viên hiến máu tình nguyện trên khắp cả tỉnh, họ đều có những lý do riêng, những câu chuyện riêng khi quyết định tham gia hiến máu. Nhưng điểm chung lớn nhất giữa họ chính là tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, sự sẻ chia với những bệnh nhân không may, để một giọt máu trao đi sẽ có một cuộc đời được ở lại. Bạn hiến máu tình nguyện đã kịp thời hiến máu cho bố tôi là đã được truyền là trên 1 lít máu và gia đình chúng tôi là rất là biết ơn. Bản thân tôi đến đây thì tôi cũng rất là mong là có nhiều các bạn khác cũng nên tham gia những cái chương trình hiến máu tình nguyện như thế này. Ra đây cũng là chương trình rất là nhân văn và cũng mong là lên mọi người nên chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Mỗi ngày tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh có thể cần đến hàng chục thậm chí hàng trăm đơn vị máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để có được điều đó, không chỉ một hay vài cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu có thể làm được, mà cần đến sự chung tay, tinh thần sẻ chia từ cả cộng đồng.